Xin chào tất cả các em. Để giúp các em củng cố một số điểm ngữ pháp trong bài học số 12 thì cô xin giới thiệu đến các em bài học ngày hôm nay với một số điểm ngữ pháp quan trọng trong phần bài học này. Đầu tiên đó là kiến thức về either, neither và từ nor. Từ nor này mặc dù nó không xuất hiện trong bài nhưng cô sẽ nhấn mạnh thêm ở đây để các em có thể gặp trong một số bài tập nó có xuất hiện. Đầu tiên đó là từ either. Từ either và neither các em đã được học ở trong phần A. Cô đã giới thiệu đó là cách để biểu thị sự đồng tình với một cái điều phủ định nào đó. Vậy thì either được viết ở trong câu nhưng mà nó lại đứng ở vị trí cuối câu. Bây giờ các em hãy quan sát một số ví dụ của cô nhé. He can't speak Chinese. I can't either. Anh ấy không thể nói được tiếng Hoa. Tôi cũng vậy ha, tôi cũng không thể nói được như vậy á ha. Vậy thì mình thấy là từ either đứng sau trợ động từ ở đây, đúng không nào? Tiếp theo cô có ví dụ khác. They won't go to the meeting. We won't either. Hoặc là my brother doesn't like coffee. I don't either. Thay vì lặp lại câu trước, người ta sử dụng trợ động từ phủ định nó và thêm either. Vậy thì công thức của mình tiếp theo ở đây, tất cả các thì nó đều sử dụng được cả, miễn sao ở đây mình mang nghĩa phủ định và mình sử dụng đúng cái trợ động từ đó cộng với either. Vậy thì công thức chung của mình khi sử dụng either như sau. Mình sẽ phải có một câu nào đấy đưa ra trước đó thì mình mới thể hiện sự đồng tình cũng như vậy được, đúng như nào. Vậy thì một câu hoàn chỉnh thông thường để sử dụng either thì đó phải là câu phủ định, đúng không nào? Câu phủ định thì sẽ có trợ động từ cộng với not cộng với động từ nguyên mẫu. Và sau đó khi mà chúng ta sử dụng either ở câu sau, mình sẽ chỉ cần sử dụng chủ từ cộng với trợ động từ phủ định với not và cộng với either. Khá là đơn giản đúng như nào. Rồi, đối với neither thì sao? Neither được viết ở đầu câu và phải có đảo ngữ đi kèm. Thì ở đây cô đã đưa ra cho các em công thức. Cũng như công thức đối với either thì đầu tiên mình phải có một câu phủ định trước nó, đúng không nào? Chủ ngữ cộng với trợ động từ cộng với not và động từ. Sau đó mình sẽ sử dụng neither đứng ở đầu câu số 2 nè. Neither hoặc là nor nó đều mang nghĩa như nhau ha. Và cộng với đảo ngữ thì có trợ động từ. Trợ động từ ở đây không có not nữa nha các em. Khác với either nó có not ở trợ động từ, nhưng mà trong trường hợp neither không cần có not. Và cộng với chủ từ. Hãy quan sát một số ví dụ. My friend can't swim. Neither hoặc là nor can I. Như thế nào? Đây mình không sử dụng cannot nữa mà mình sử dụng can. Hoặc là he's not going to study French, nor is his brother. Ở đây mình chỉ cần sử dụng to be thôi mà không cần phải có going to nữa. Được chưa nào? We don't like fast food. Nor do your friends. Sorry, nor do our friends. Hoặc là he didn't watch TV last night. Neither did I. Được chưa nào? Neither và or nor mình sẽ sử dụng giống như nhau. Vậy là đây là kiến thức đầu tiên trong phần ngữ pháp của mình. Phần số 2 đó là cách sử dụng a few, few, a little và little. Nhiều bạn rất là dễ nhầm lẫn ở đây. Thì đầu tiên mình có từ a few có nghĩa là vài. Nó được dùng với danh từ đếm được số nhiều ha. Thì ở đây cô có hai ví dụ. Today we have a few math exercises. Ngày hôm nay chúng ta có một vài bài tập toán ha. There are a few good oranges in the basket. Có một vài quả cam ngon ở trong giỏ. Vậy thì ở phần a few này thông thường mình sẽ sử dụng với cái nghĩa nó gọi là được một vài đó, nó có nhiều. Và nó thường mang nghĩa tích cực ha. Còn đối với từ few, nó lại mang nghĩa là ít. Nó cũng được dùng trong danh từ đếm được số nhiều, nhưng nghĩa nó dịch ra nó lại không phải là vài mà là ít ha. Nó mang nghĩa giống như tiêu cực một chút.
Ví dụ, he has few friends in neighborhood. Anh ấy có ít bạn ở trong ở gần ở ở trong xóm lắm. Hay là there are few eggs left in the fridge. Có ít trứng ở cái cánh tủ trái của cái tủ lạnh. Thì tương tự như a few, few thì đối với danh từ không đếm được mình sẽ sử dụng a little hoặc là little. A little mình dịch là một ít ha. Còn little nó mang nghĩa ít mà gần như là không có luôn á ha. Trong một số trường hợp thì người ta dịch như là gần như không có. Vậy thì ở câu a little này người ta sử dụng với danh từ không đếm được nha. Every morning my father drinks a little milk. Mỗi sáng thì bố của tôi thường uống một ít sữa. Ở đây nó mang nghĩa tích cực là nhiều ha. Hoặc là add a little sugar in my coffee please. Tuy nhiên, có ở câu sử dụng với little. His father earns little money. Kiếm được ít tiền lắm ha. Trong này dịch cũng mang nghĩa hơi tiêu cực. You had better spend little time on games. Bạn nên dành ít thời gian cho việc chơi game thôi. Đúng nào? Nó không có tốt, đúng không? Và một số lưu ý nữa. Few và little có thể được bổ nghĩa bởi từ very. Có nghĩa là từ very có thể kết hợp được với hai từ này. Còn a few và a little có thể được bổ nghĩa bởi từ just hoặc là only. Thì khi mà sử dụng just với only thì nó lại hẳn là mang cái nghĩa gọi là ít lắm. Đúng không nào? There is just only little gì đấy. Còn nếu như mà mình sử dụng từ very vào thì nó lại nhấn mạnh là nhiều hơn một chút, đúng không? Rồi, và cô có cụm từ quite a few, nó bằng nghĩa với từ many, nó lại mang nghĩa là nhiều, đúng không nào? Hãy ghi nhớ những cái cụm này để sử dụng câu cho hay nhé. A few và a little nó mang nghĩa, nó bao hàm nghĩa xác định, có nghĩa là giống như cô nói, nó mang nghĩa tốt, nó mang nghĩa tích cực ha, mình sẽ dịch nghĩa nó thoáng hơn. Còn few và little nó mang nghĩa phủ định, có nghĩa là nó gần như là không có một cái gì đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với điểm ngữ pháp về must và make. Ở trong bài này có sử dụng từ must. Ngoài cái nghĩa must mà chúng ta được học ở lớp dưới, nó mang nghĩa là bắt buộc làm một cái gì đó. À, thì trong bài này mình sử dụng must như một sự suy luận hoặc là kết luận chắc chắn là trong bài đọc thì có câu It must be something you ate. Thì có nghĩa là nó chắc hẳn là từ những cái thứ mà bạn ba đã ăn. Bác sĩ đã nói như vậy. Hoặc là cô có ví dụ There isn't his bike here. Không có xe của anh ấy ở đây. He must be at the office. Vậy thì anh ấy chắc chắn là đang ở công ty rồi, đang ở chỗ làm việc rồi. Còn đối với việc sử dụng động từ make, ở đây cô có hai công thức của động từ make. Thứ nhất, make cộng với object ở đây là một tân ngữ ha, có thể là somebody hoặc là something. À, chỉ người hoặc là vật. Và sau nó mình sẽ cộng được với tính từ luôn. Ví dụ, smoking much can make you ill. Hút thuốc nhiều thì có thể làm cho bạn bị bệnh. Ngoài công thức là make cộng với object cộng với tính từ thì mình có make cộng với object và cộng với động từ nguyên mẫu không to. Được chưa nào? Some medicines make you feel better. Nhớ nhé. Sau nó mình sẽ có tân ngữ và cộng với động từ nguyên mẫu không to. Còn nếu trường hợp mà không có tân ngữ ở đây thì mình lại cộng theo công thức khác. Cho nên trước mắt thì các em hãy học thuộc hai công thức này cho cô. Vậy là cô đã giới thiệu đến các em một số điểm ngữ pháp trong bài học số 12 này. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi nhé. Và hãy đón xem những video sau. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.